Vừa rồi là những tin chính có trong bản tin nhà đất và đầu tư ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo nghị định về phát triển nhà ở xã hội. Dự kiến trong 1 đến 2 tuần tới sẽ gửi Bộ Tư pháp thẩm định, hoàn thiện và trình xin ý kiến Chính phủ đầu tháng 5 tới. Theo đó, điều kiện để được mua, thuê mua, luật mới đã rút gọn nhiều điều kiện. Cụ thể, về đối tượng đã rút gọn một điều kiện, chỉ còn 2 điều kiện là nhà ở và thu nhập. Còn đối tượng thuê thì được lược bỏ tất cả các điều kiện, chỉ cần thuộc nhóm đối tượng mà luật đã quy định. Về điều kiện thu nhập, Bộ đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến. Hiện dự thảo nghị định đang đề xuất theo hướng mới, tức là đối với người độc thân có mức thu nhập 15 triệu đồng. Đối với hộ gia đình, hai vợ chồng tổng thu nhập không quá 30 triệu là đủ điều kiện mua. Mức thu nhập này chỉ cần cơ quan nơi công tác xác nhận mà không cần phải ra cơ quan thuế. Trước làn sóng chung cư tăng giá ảo thời gian qua, nhiều người, đặc biệt là người trẻ, đã tạm dừng lại kế hoạch mua nhà của mình. Một mặt bởi không đủ khả năng chi trả với mức giá trên trời, mặt khác là tâm lý đám đông, ý định phải mua ngay và luôn đã không còn từ sự cảnh báo của các cơ quan quản lý và các chuyên gia. Hơn nữa, việc các ngành chức năng vào cuộc nhằm kiểm soát, xử lý các hành vi làm giá đang tạo nhiều kỳ vọng sẽ lành mạnh hóa thị trường bất động sản. Do vậy, việc tạm dừng để cân nhắc sang thời điểm khác là một quyết định đúng đắn. Choáng váng bởi giá căn hộ chung cư ở Hà Nội liên tục tăng cao, không ít người đã thay đổi ý định mua lúc này. Thay vào đó, người mua kỳ vọng vào nguồn cung nhà ở giá rẻ trong thời gian tới hoặc chuyển hướng tìm xa trung tâm hơn. Tôi đang có ý định mua một căn chung cư để ổn định cho cuộc sống sau này. Đầu năm nay thì tôi cũng đã hỏi một vài căn, thế nhưng mà vẫn chưa chốt được. Cho đến thời điểm hiện tại thì tôi quay lại hỏi cái căn như thế thì nó tăng lên 300-400 triệu. Với một cái mức tăng quá nhanh và quá cao như vậy thì tôi không thể nào mua được và tôi vẫn chấp nhận là đi thuê nhà. Lý do mà gia đình tôi chọn sống ở khu vực xa trung tâm đó chính là về kinh tế. Vì đối với một số tiền, ví dụ như là tôi chỉ ví dụ như là khoảng 3 tỷ đi, thì mình mua được ở một căn chung cư ở trung tâm, thành phố sẽ diện tích rất là nhỏ. Còn nếu như là tôi ra đây thì diện tích của căn nhà tôi sẽ rộng hơn, sẽ đảm bảo nhu cầu của gia đình hơn. Thứ hai là các chi phí sinh hoạt của các chi phí mà ở khu vực này cũng sẽ hợp lý hơn, giá phù hợp hơn. Ví dụ như là các chi phí về quản lý chung cư này, các chi phí sinh hoạt chung. Không chỉ tìm kiếm một vị trí xa trung tâm hơn với kỳ vọng giá nhà thấp đi, nhiều người chấp nhận dừng hẳn việc mua nhà ở thời điểm này. Nhiều người cùng chờ mua nhà từ những dự án nhà ở xã hội thành phố sẽ xây dựng trong thời gian tới. Nếu như cái chi phí về nhà ở nó hút quá nhiều cái nguồn lực của các hộ gia đình ấy, thì người ta không còn cái nguồn lực để mà tiếp tục tái tạo sức lao động cũng như nâng cao cái trình độ và năng lực sản xuất kinh doanh và có thể ảnh hưởng đến các cái hoạt động khác trong xã hội và từ đó làm cho cái nguồn lực xã hội nó bị phân tán. Nó sẽ không còn những hiện tượng sóng như trước đây đâu. Nếu như còn thì nó còn ít thôi, mà sóng nó ngắn thôi, mà nó chỉ cục bộ ở một khu vực nào đấy hoặc là một cái phân khúc nào đấy thôi, và cái rủi ro của nó rất lớn. Vì vậy, cái đợt sóng này như tôi nói là nó rất nguy hiểm. Vì vậy, theo lời khuyên của tôi là không nên mua nhà ở thời điểm này. Rõ ràng là tâm lý người dân thay đổi, hiệu ứng đám đông sẽ không còn. Từ đó, làn sóng tăng giá chung cư sẽ được ngăn chặn. Nhiều chuyên gia cảnh báo, hiện nay phân khúc chung cư đang có dấu hiệu bong bóng. Nếu để giá phân khúc này tiếp tục tăng, thì rất có khả năng vỡ bong bóng vào cuối năm nay, làm cho toàn bộ thị trường bất động sản rơi vào tình trạng bi quan hơn. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản trên địa bàn, đặc biệt tại các dự án khu chung cư có hiện tượng tăng giá bất động sản, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ và các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản nếu có. Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng thì hôm nay sẽ là thời hạn thành phố Hà Nội gửi báo cáo kết quả. Bởi trên thực tế, không chỉ riêng chung cư, đất nền cũng đang bước vào làn sóng tăng giá. Mặc dù lượng giao dịch có cải thiện hơn so với năm ngoái, nhưng không tăng đột biến như nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Theo ghi nhận, so với thời điểm đỉnh sốt, mức giá giao dịch thành công đất nền giảm 20-30%. So với quý 4 năm 2023, giá đã tăng khoảng 5%. Riêng thị trường ven Hà Nội và gắn liền với khu công nghiệp ghi nhận mức tăng từ 10-20%. Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận một số khu vực có hiện tượng tăng giá vô căn cứ. Cần hết sức lưu ý để tránh hình thành các cơn sốt ảo gây nguy cơ mất an toàn khi thị trường còn đang trong tiến trình hồi phục. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Sau gần 20 năm được giao đất, hai lô đất có tổng diện tích hơn 11.000 m2 của tập đoàn Hà Đô và tập đoàn GFS nằm đối diện công viên Cầu Giấy vẫn đang là một bãi đất trống kín mít được quây tôn. Theo tìm hiểu, năm 2005, công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất thuộc tập đoàn GFS chúng đấu giá khu đất xây dựng nhà chung cư cao tầng với diện tích 7.236 m2. Có ký hiệu CD13. Lô đất này có vị trí tiếp giáp với phố Thành Thái, phố Khúc Thừa Dụ và phố Trương Công Giai. Đầu năm 2004, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất này. Nằm cạnh lô đất CD13 là lô đất CC3, khu đô thị mới Dịch Vọng, cũng trong hoàn cảnh tương tự. Được biết, ngày 24 tháng 5 năm 2004, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 3213 về việc thu hồi 216.110 m2 đất tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, giao cho công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Từ Liêm, tên gọi tắt là Lideco, để đầu tư xây dựng khu đô thị mới Dịch Vọng. Sau đó, Lideco đã ký hợp đồng hợp tác giao tập đoàn Hà Đô quản lý khai thác diện tích đất trên với mục đích xây dựng công trình công cộng. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai và bị bỏ hoang. Phía bên ngoài khu đất dọc theo phố Trương Công Giai đang là nơi tập kết rác thải, gây mất mỹ quan đô thị. Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh đang bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó có công ty đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình với số tiền nợ thuế gần 1.046 tỷ đồng. Công ty này được biết đến là chủ đầu tư dự án khu nhà ở cao cấp dầu khí Hòa Bình, tên thương mại là La Sauvier de Hòa Bình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Limitless World Việt Nam với số tiền nợ thuế hơn 322 tỷ đồng. Công ty này được biết đến là chủ đầu tư dự án xây dựng tổ hợp công trình thương mại, du lịch dịch vụ hỗn hợp thuộc khu du lịch sinh thái Hạ Long Star. Trong danh sách còn có đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Mỹ Hạ Long với số tiền nợ thuế liên quan đến sử dụng đất hơn 72 tỷ đồng. Công ty cổ phần khách sạn MyWay Hạ Long với số tiền nợ thuế hơn 68 tỷ đồng. Thưa quý vị, phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm qua trước khi rơi vào trạng thái ảm đạm kéo dài từ giữa năm 2022 đến nay. Song với sự phục hồi khởi sắc của ngành du lịch, đã kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội phục hồi cho phân khúc này. Năm 2022, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đã đón đầu làn sóng du lịch hậu COVID-19. Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn dồn dập công bố đề xuất đầu tư, tài trợ lập quy hoạch những dự án nghỉ dưỡng từ hàng trăm đến vài nghìn hecta. Tuy nhiên, từ giữa năm 2022, phân khúc này trầm lắng do các chính sách về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp bị siết chặt, khiến nhiều dự án phải tạm dừng triển khai. Thực tế này đã khiến nhiều doanh nghiệp phải trả giá vì phát triển ồ ạt, sản phẩm tồn kho tăng mạnh, trong khi nguồn cung mới sụt giảm nghiêm trọng. Riêng năm 2023, cả nước có khoảng 3.165 sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng mới, giảm hơn 80% so với năm 2022. Tại thị trường thứ cấp, các sản phẩm biệt thự biển, shophouse nghỉ dưỡng cũng phải đối mặt với thực tế khó thanh khoản dù giá đã giảm sâu. Trong 2022-2023, thì thị trường này đang có sự sụt giảm. Nó gắn với cái sự khó khăn của nền kinh tế, gắn với những cái vấn đề liên quan đến dịch bệnh, cũng như là sự gọi là ứ tràn của thị trường, tức là một nguồn cung nó tăng vượt so với cầu. Tuy nhiên, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đang có những hy vọng về sự phục hồi nhờ những tác động tích cực từ ngành du lịch. Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố quý 1 năm 2024, Việt Nam đón hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch kỳ vọng năm 2024 đạt trên 18 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, từ đó tạo lực đẩy cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi.
Việt Nam có tiềm năng du lịch lớn, dù là các thành phố, rừng núi hay biển đảo, thì Việt Nam vẫn có nhiều dư địa để phát triển, và đó là minh chứng rõ nhất cho thấy việc phục hồi phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng sẽ không xa. Bất động sản du lịch 24 thì nó sẽ có những cái cải thiện nhất định, chắc chắn là như vậy, là bởi vì cái phục hồi về du lịch của Việt Nam là khá là tốt. Thêm vào đó, quyết định số 147 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 cũng nhấn mạnh tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý, công bố quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, nhất là hấp lực từ ngành du lịch đang trở thành động lực để các doanh nghiệp phát triển dự án đẩy nhanh tiến độ, bơm thêm nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng mới vào thị trường. Đặc biệt, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP tháo gỡ cho hoạt động cấp sổ hồng của loại hình condotel, officetel, thời gian tới cũng đã có độ ngấm nhất định, đem lại hy vọng cho chủ đầu tư và nhà đầu tư, từ đó hỗ trợ sự bứt phá trở lại. Mặc dù chậm nhưng mà vẫn có những cái điều chỉnh chính sách liên quan tới bất động sản du lịch để giúp cho các cái sản phẩm bất động sản du lịch có thể là tạo ra một cái thị trường sôi động hơn, và đặc biệt là nó tăng cái hiệu quả và cái hiệu suất sử dụng của các cái bất động sản du lịch, và do đó thì nó làm hấp dẫn các cái sức cầu về các cái bất động sản du lịch. Năm 2024, thị trường bất động sản tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vẫn cần đặc biệt quan tâm, nghiên cứu thêm cơ chế chính sách để phát triển đồng bộ các ngành nghề, lĩnh vực liên quan như du lịch, dịch vụ để thị trường có nền tảng vững chắc, phát triển sâu về chất. Đây là mấu chốt quan trọng giúp lấy lại niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư trong phân khúc này. Đến đây thì thời lượng của bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.